Hành trình lần này của chúng tôi sẽ không đưa khán giả tìm kiếm những bí ẩn hay khám phá một cảnh quan xinh đẹp nào đó của Việt Nam. Chúng tôi sẽ đưa các bạn đến gặp một nhân vật của huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam mà người dân trìu mến gọi là kỳ nhân phố núi. Đó chính là anh A Tinh Tinh, một thanh niên người dân tộc Prao. Anh không có một phép màu kỳ bí, nhưng đôi tay cần mẫn và tấm lòng vì mọi người, A Tinh Tinh đã chế tạo ra hàng loạt máy móc hữu ích phục vụ cho đồng bào. Khi chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của A Tinh Tinh tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang, thì anh đang cặm cụi sửa chữa những đồ điện tử cho bà con xóm núi. Tuy chỉ làm công việc sửa chữa, nhưng từng động tác, ánh mắt của A Tinh Tinh luôn chuẩn xác. Nhìn anh làm việc, chúng tôi có thể cảm nhận được sự tập trung cao độ và tinh thần đam mê công việc của A Tinh Tinh. Những máy móc linh kiện đang hiện trước mặt A Tinh Tinh không chỉ đơn thuần là vật liệu điện tử, mà như một người bạn, không ngừng kích thích sự sáng tạo của anh. Chính từ công việc sửa chữa điện tử tưởng chừng nhàm chán này mà A Tinh Tinh đã có những giây phút xuất thần sáng tạo những món đồ độc đáo khiến nhiều người nể phục. Ngày xưa lúc còn nhỏ hồi đi học phổ thông á, là mình chế là như là xe đạp bằng gỗ, rồi cái máy đo nước, rồi cái máy đo chiều cao con người, rồi cái máy xác định hướng gió thổi và độ mạnh của gió thổi. Rồi bên cạnh đó nữa là mình sẽ chế tạo một số vật dụng khác nữa, chẳng hạn như là cái máy tuốt lúa là được làm bằng gỗ để giúp cho bà con trong quá trình tuốt lúa trên nương rẫy, trên đồi núi là vận chuyển được, và tuốt lúa nó sẽ nhanh hơn so với là tuốt bằng tay. Các cái hiện vật đó là nói chung là trong quá trình, tại vì em sáng chế cái đó là từ lâu rồi, cũng gần 10 năm rồi. Thì nói chung là cái này á, là trong quá trình bà con sử dụng á, là tại vì đồ bằng gỗ nó sẽ hư hỏng, cho nên là chịu nó không còn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái máy quay quay phim của Tinh Tinh sáng chế. Đây là một chiếc máy được làm bằng vỏ tivi cắt ra rồi hàn nối, rồi sau đó là sơn lại. Trong quá trình là anh em sinh hoạt đoàn viên thanh niên, rồi các sinh hoạt của bà con nhân dân trong địa bàn cũng như là địa bàn khác nữa, là như là tổ chức lễ cưới rồi họp hội rồi lễ đâm trâu, nhưng mà mình sẽ ghi lại các cái hình ảnh này, mình chiếu lại cho bà con họ xem. Còn cái loa này á, là nói chung là khi mình sinh hoạt với anh em thanh niên thì mình nói với trước đám đông của đoàn viên thanh niên á, thì nó rất nhỏ, nhưng mà mình sẽ chế tạo bằng một cái vỏ bầu, là trong này ấy, là có cục nam châm, và em sẽ quấn cái dây đồng trong này. Rồi khi nào mà em sẽ đưa cái loa này vào một cái âm ly, nó sẽ tạo ra cái âm thanh, là trong cục nam châm nó sẽ dao động, nó tạo âm thanh, nó sẽ phát ra âm thanh. Chúng tôi đi theo A Tinh Tinh vào buôn làng. Khi vừa thấy bóng dáng của A Tinh Tinh, mắt của người dân trong bản như ngời lên niềm vui. Họ tập trung về phía anh bởi mọi người biết sắp được ghi lại những hình ảnh sống động của chính mình bằng chiếc máy quay phim tự chế không đụng hàng. Anh đã mất hơn một năm ròng mới có thể kết nối các mạch điện tử, linh kiện để tạo ra đường tiếng, đường hình cho máy. Vỏ máy là một chiếc loa vi tính cũ, một ống kính nhỏ đơn sơ nhô về phía trước để ghi hình. Cả chiếc máy này chỉ nặng khoảng 1 kg. Chiếc máy nhìn thật đơn sơ, nhưng có khả năng ghi hình để A Tinh Tinh lưu lại tặng bà con, hay có thể phát trực tiếp lên TV như một chiếc máy quay phim chuyên nghiệp. Anh cho biết, đầu tiên chiếc máy quay tự chế này chỉ có khả năng ghi hình rồi phát lại. Nhưng khi đến các buôn làng, A Tinh Tinh thấy người dân nơi đây có nhu cầu xem trực tiếp ngay trong lúc ghi hình nhiều hơn, nên anh phải mất thêm 3 tháng để sáng tạo ra chức năng phát hình trực tiếp cho chiếc máy quay. Điều này càng làm cho những người dân tộc Cơ Tu thêm yêu quý anh hơn. Với chiếc máy quay phim tự chế này, A Tinh Tinh như mang lại niềm vui cho các thôn bản. Họ như có thêm một sinh hoạt văn hóa khi cùng nhau quây quần xem những hình ảnh phát trực tiếp của chiếc máy quay tự chế. Chính từ chiếc máy quay nhỏ này mà anh đã quay được những thước phim quý giá về cuộc sống, nét đẹp văn hóa của người dân tộc trên quê hương Đông Giang. Đây chính là một cách giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc của người thanh niên trẻ A Tinh Tinh.
A Tinh Tinh chưa bao giờ ngừng lại việc sáng tạo của mình. Chính vì thế, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh thường đi lang thang khắp nơi. Đó là lúc anh có thể nhìn thấy rõ những nhu cầu của người dân để làm đề tài cho những sáng chế cho mình. Trong những lúc rong ruổi trên đường như thế này, cũng là lúc anh lóe lên trong đầu những ý tưởng phát minh mới. Máy quay phim thì nói chung cũng khó khăn, tại vì số linh kiện mình không có tiền mình mua. Ví dụ là một cái máy quay phim rất bài bản thì là tiền hàng triệu rồi, nhưng mà mình là không có điều kiện. Chính vì vậy là mình cũng muốn, nhưng mà phải cố gắng là tìm tòi học hỏi rồi các cái linh kiện điện tử, rồi mình nghiên cứu vì sao cái quy trình hoạt động của nó, rồi sau đó mình lấy những cái linh kiện điện tử mà bỏ đi rồi mà mình phải làm sao để cho nó sống lại được, rồi mình thu gom lại các cái linh kiện IC rồi điện trở tụ, rồi mình sẽ gom lại cái đó, là mình kết nối lại để cho nó là trở thành một cái máy là nó sống lại được và nó sẽ có công dụng trong đời sống hàng ngày của con người. Tân Trinh cũng muốn là hết khả năng của mình, những gì mình có thể làm được sẽ giúp được cho bà con về việc lao động sản xuất cũng như là đời sống của bà con nhân dân phải ngày càng phát triển, đỡ bớt khó khăn so với ngày trước. A Tinh Tinh là một trong những người trẻ mà bà con dân tộc trong buôn làng rất quý mến. A Tinh Tinh hiền hòa và thường xuyên có những chiếc máy lạ, vừa giúp bà con bớt nặng nhọc tay chân, vừa giúp mọi người thấy vui vẻ hơn. Cả thôn bản bây giờ ai cũng thích chiếc máy quay của A Tinh Tinh. Nó làm cho mọi người trong bản vui lắm. A Tinh Tinh là một người đặc biệt của bản làng. Không học qua trường lớp, nhưng đã sáng chế ra thật nhiều đồ độc đáo. Trở lại ngôi nhà của anh, chúng tôi được A Tinh Tinh giới thiệu một công trình mới của mình. Đó là một chú robot đang trong giai đoạn tượng hình. Vẫn là những vật dụng quen thuộc của công việc sửa chữa điện tử hàng ngày, nhưng công trình lần này lại mang một giá trị kỹ thuật cao hơn. Đó là một con robot sẽ biết cử động, sẽ làm giúp người dân một số công việc hàng ngày. Có thể nói đây là một thử thách mang tính tầm cao mới của A Tinh Tinh. Đây là con robot được Tinh Tinh chế tạo. Nó là được chế tạo từ bằng gỗ. Là nó sẽ có công dụng để cho phục vụ cho bà con, rồi đoàn viên thanh niên trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Nói chung là công dụng của robot này là nó sẽ phục vụ với bà con, đoàn viên thanh niên là được đối thoại, rồi được đi bắt tay với anh em. Nói chung là các linh kiện là bây giờ là đang nửa chừng chưa xong. Con robot này là nó sẽ được gắn từ các linh kiện là bằng cơ của đầu đĩa, đầu máy. Em sẽ tận dụng để em lắp ghép ở trong này, là nó sẽ có chức năng điều khiển, là ví dụ như là nó sẽ xoay. Ví dụ là một anh đang đứng bên kia hỏi là anh tên gì, là hỏi anh tên robot, là anh robot này là anh sẽ quay cứ hướng đó, rồi sẽ trả lời, là trước khi trả lời nó sẽ bắt tay, nhưng mà mình điều khiển có cái trục này á, là kết nối với động cơ để mà nó sẽ điều khiển bắt tay, rồi nó sẽ gật cái đầu nó chào, rồi sau đó nó sẽ đối thoại với người đó, và người tiếp theo đứng bên phải là hỏi con robot này nó sẽ quay lại như thế này qua bên phải, nó cũng chào hỏi xong bắt đầu nó sẽ đối đáp với mình. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhiệt huyết của A Tinh Tinh dành cho công trình mới này không hề giảm mà ngày càng dâng cao hơn. Anh say sưa giới thiệu với chúng tôi về những nguyên lý để con robot này hoạt động. Vấn đề còn lại bây giờ là tìm thêm nhiều phương tiện kỹ thuật để robot hoạt động. A Tinh Tinh tin rằng với sự chăm chỉ nghiên cứu không ngừng của mình thì sớm muộn gì con robot này sẽ chuyển động theo ý của anh. Đây quả là một tinh thần đáng ca ngợi của kỳ nhân phố núi Đông Giang. Không chỉ là một người siêng năng sáng tạo kỹ thuật, A Tinh Tinh còn là một thanh niên hăng hái, tham gia các hoạt động đoàn, các hoạt động vì cộng đồng. Bà con thị trấn Brau đã cảm nhận được sự nhiệt tình của anh, và A Tinh Tinh đã được thanh niên của thị trấn Brau tin tưởng giao trọng trách thủ lĩnh, bí thư đoàn thanh niên nơi đây. Chính từ sự thủ lĩnh của anh, đoàn thanh niên của thị trấn Brau đã có nhiều công trình thiết thực, gần gũi với cuộc sống của người dân, như giúp đỡ bà con tỉa lúa, phát rẫy, đào ao cá. Với những phấn đấu của mình, A Tinh Tinh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản hơn 6 năm nay. Tạm biệt kỳ nhân phố núi Đông Giang, đoàn chúng tôi trở về lòng đầy phấn khởi vì tinh thần không ngừng sáng tạo và sống vì mọi người của A Tinh Tinh truyền sang. Sinh ra trong gia cảnh nghèo khổ,
nhưng anh không ngừng phấn đấu để rồi trở thành một thanh niên được nhiều người yêu mến. Điều đó bắt đầu từ niềm đam mê học hỏi sáng tạo đầy bản lĩnh của anh.